xin chào. Bếp Nhà Tôm đã quay trở lại với các bạn sau một tuần đi du lịch Quảng Bình. Bếp Nhà Tôm mang về cho các bạn rất nhiều quà đây ạ. Và Bếp Nhà Tôm hôm nay sẽ gửi đến cho bạn công thức mực diêm sa tế, món ăn làm quà từ miền Trung mang về. Nguyên vật liệu món này gồm có mực. Mực thì có rất nhiều loại to bé, và hôm nay Bếp Nhà Tôm sẽ sử dụng cái loại mực nhỏ này để chúng ta làm món này, nó rất là hợp. Nếu mà mực to thì chúng ta phải xé, nhưng mà món này mực chúng ta để nguyên con. Và nguyên vật liệu khác gồm có sa tế là thứ cũng không thể thiếu trong món này vì đó là món mực sim sa tế, mắm, đường, tỏi ớt, vừng và dầu ăn. Chúng ta sẽ sơ chế món này trước nhé. Việc đầu tiên của chúng ta đó là rửa qua mực. Chúng ta đừng ngâm mực quá kỹ, nó sẽ bị dai. Chúng ta chỉ rửa qua thôi. Sau khi mực của chúng ta đã rửa sơ qua thì chúng ta sẽ vớt ra rổ để ráo nước. Sau khi mực đã ráo khô thì chúng ta sẽ cho lên đĩa để mang quay lò vi sóng. Lò vi sóng của chúng ta cũng có rất nhiều tác dụng đó. Có thể rang lạc, có thể nướng mực. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ băm tỏi ớt. Món mực này chúng ta cũng có thể là làm sẵn đó để chúng ta sẽ sử dụng dần, có thể ăn chơi, uống bia, mang đi picnic, mang đi du lịch cũng rất là ngon ạ. Mực kết hợp hài hòa giữa các gia vị, tạo viên vị thơm, chua, cay, mặn, ngọt, tạo lên món ăn rất là hấp dẫn. Bếp Nhà Tôm cũng đã nói với các bạn rồi, tất cả các món ăn mà ngon hay không phụ thuộc vào rất nhiều về vấn đề gia vị, chúng ta có sử dụng đúng cách hay không. Mực này chúng ta sử dụng loại mực nhỏ, nó rất là mềm, không bị dai. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ phi tỏi ớt và tạo cái nước sốt cho món này từ nước mắm, đường, sa tế. Chúng ta cho dầu vào. Sau khi dầu nóng già thì chúng ta sẽ cho tỏi ớt vào phi. Món ăn này chúng ta sử dụng sa tế thì nó cũng đã cay rồi, nên là chúng ta có thể là tăng giảm cái lượng ớt cho hợp lý. Cái món nào mà chúng ta có thể tự nấu được ở nhà thì rất là đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như là giá thành của nó sẽ giảm rất nhiều so với những cái thực phẩm mà chúng ta mua sẵn. Tuy nhiên rằng là nếu ai có thời gian thì sẽ tự làm, hoặc không thì hãy đăng ký với Bếp Nhà Tôm để Bếp Nhà Tôm làm giúp nhé. Chúng ta cho nước mắm vào. Nước mắm chúng ta cũng cho vừa phải, không bị mặn quá, vì món này là món ăn chơi. Chúng ta sẽ tạo lên một cái lớp sốt bóng mượt đầy đủ gia vị cho món mực xào sa tế của chúng ta.
nước sốt của chúng ta đã có đầy đủ các gia vị rồi và nó tạo cái độ keo keo của nước sốt, thì chúng ta sẽ cho mực. Đây là mực của chúng ta vừa nãy đã quay lò vi sóng, miếng mực đã khô và đã chín rồi. Bây giờ sẽ ngào thêm với gia vị sốt này nữa thì sẽ tạo món ăn vô cùng hấp dẫn. Món này đảm bảo các yếu tố chua, cay, mặn, ngọt. Một món ăn vặt vô cùng hấp dẫn. Vì mực đã chín trong quá trình chúng ta coi lò vi sóng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đảo nhỏ lửa để cho nó ngấm gia vị vào từng thớ mực. Và mực của chúng ta đã chín rồi và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức nhé. Mực của chúng ta nó bóng bởi dầu ăn này, ngấm đầy đủ gia vị chua cay mặn ngọt sẽ tạo nên cái món ăn vô cùng hấp dẫn. Các bạn nếu mà thấy video của bếp nhà Tôn hữu ích, món ăn ngon thì các bạn hãy like và chia sẻ, nhớ đăng ký kênh của bếp nhà Tôn để theo dõi những video lần sau nhé. Để món ăn thêm phần hấp dẫn hơn, thơm hơn thì chúng ta có thể rắc lên trên đây chút vừng. Vừng này chúng ta đã rang chín rồi nhé, thì nó sẽ có độ thơm. Và đây là thành phẩm của chúng ta ngày hôm nay, món mực dìm sa tế. Và tranh thủ cái video này, bếp nhà Tôm sẽ giới thiệu cho các bạn tên loại sa tế mà bếp nhà Tôm mới sử dụng trong món ăn này, đó là sa tế Trung Thành. Và một hãng bia nổi tiếng đó là bia Heineken. Đó, đây là bếp nhà Tôm sẽ giới thiệu cho các bạn chọn bộ combo sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Mực dìm sa tế uống kèm với bia Heineken, một món ăn rất là hợp cho mùa hè nóng bức này. Chúng ta có một ly bia mát lạnh và đồ nhậu của chúng ta là món mực dìm sa tế. Mời các bạn cùng thưởng thức với bếp nhà Tôm nhé.